Chào bạn nha, chào mừng bạn kênh điện tử Nam Duyên. Đấy, cũng hơi lâu rồi, mình cũng không ra video sửa chữa cái máy lọc nước này các bạn. Đấy thì hôm nay có một bạn ông mang cái máy đến mình sửa này. Máy Jumbo nhé. Thật ra cái máy này là máy máy người ta dựng các bạn. Đấy, đây này, cái hàng Panasonic thì không bao giờ nó người ta làm máy lọc nước này. Mà cái này các bố dựng lên, bố dán mác thôi. Đấy thì bây giờ để tiện các bạn theo dõi thì đối với máy lọc nước sửa vậy thì mình sẽ phải tháo ra ngoài. Đấy, để cho các bạn dễ theo dõi nhé. Đấy, bây giờ mình nhấc ra ra ngoài này và mình làm từng bước một, và hy vọng các bạn làm theo cách của mình ấy, thì bạn cứ làm từ từ đấy thì chắc chắn sẽ thành công nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấc hẳn ra ngoài các bạn. Đấy, mình đã tháo các bạn nhé. Đây, cái thùng ở đây. Đấy, để khi mà làm thì mới làm tập làm thì các bạn cứ tháo hết ra ngoài, sau đó mình sửa xong mình lắp vào thùng nó dễ hơn nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt nó lên một cái giá để mình làm để nó dễ nhá, dễ làm. Đấy thì các bạn xem video này, nếu các bạn cứ làm theo tuần tự như mình thì sẽ thành công rồi các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt lên cái giá này để mình dễ làm các bạn. Đấy, giá inox. Đấy, từ làm này các bạn không vội được các bạn nhá. Đấy, cũng có rất nhiều bác hỏi mình những cách sửa máy lọc nước chạy mãi không ngắt rồi không chạy, thì mỗi cái nó một cái bệnh mà. Đấy, mình chia sẻ các bạn như vậy. Đây, đấy, mình cho nó vào cái giá chân quỳ này các bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ, đây dây điện nó tụt ra các bạn. Đây, dây điện tụt lung tung hết rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đấu đấu lại dây điện và mình cho nó chạy lại từ đầu xem là nguyên nhân vì sao các bạn nhé. Đấy thì khi sửa các bạn nên bỏ hết cái lỗi khoáng này ra, để lại mỗi cái van áp cao với áp thấp với nguồn thôi, cốc dầu thôi cho nó đỡ vương các bạn. Đấy, các bạn cứ bỏ hết ra cho như này cho mình nhé, các bạn cài vào. Mình chỉnh lại viên chân quay cho nó cao lên cho bạn dễ theo dõi nha. Đấy, đối với cái máy này thì người ta cũng bỏ qua van áp thấp rồi các bạn. Đây, van áp sau này không không đấu rồi nha, chỉ mỗi van áp cao đây. Đấy, thì mình cũng chắc là nguồn nước bị thấp rồi các bạn. Đấy, mình chỉ mình đấu lại rồi cho nó gọn gàng các bạn, xong rồi mình kiểm tra các bạn nha. Đấy, cái van từ này các bạn lưu ý là các bạn đấu song song với hai dây của bơm nhé. Đấy, hai dây của bơm này. Đấy, các bạn chập vào nhau này. Đấy, có nhiều bạn là đấu đấu vào cái nguồn này này các bạn. Máy vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên là khi mà máy ngắt rồi thì cái này nó cấp điện cho van từ dẫn nên là nước thải chảy mãi không ngắt nhé. Đấy, bạn đấu các bạn phải để ý. Còn đối với cái máy mà cắt đi van áp thấp, còn mỗi ván áp cao thôi thì các bạn đấu đơn giản thôi. Đây, đấy dây đen của adapter các bạn cho vào dây đen của bơm. Đấy, cái này nó đơn giản thôi các bạn, nó là hai cú tăng nối tiếp nhau thôi. Đấy, dây đỏ của adapter này các bạn đấu vào một dây của ván áp cao. Đấy, dây đỏ của adapter các bạn đấu vào một dây của ván áp cao. Cái này dây đỏ hay dây đen cũng được các bạn nhé. Cái này không cần phải phân cực được, âm dương đều được hết, chỉ cần là một dây phải qua cái công tắc này này, ván áp cao này là được. Đấy, một dây còn lại các bạn quay vào một đầu của van từ với bơm. Đấy, như thế thôi, này đơn giản. Đó, thì đối với những cái máy cái lõi nó bẩn như này thì các bạn sửa muốn chuẩn đấy thì các bạn thay hết cho mình cái ba lõi 1, 2, 3 này đi nhá. Đấy, mình cứ sửa từ đầu, từ nước đường nguồn vào, sau đó ok thì mình lại kiểm tra cái khác nhé. Chứ các bạn đừng có quên cái khâu này, là nhiều lúc là máy nó lọc, các bạn thay lõi dầu ôi rồi thay bơm nhưng mà thật ra máy nó phân không hoạt động được. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành thay lõi 1, 2, 3 được các bạn. Lõi thì quá bẩn rồi.
Mình thay lỗi 123 bạn nhé. Đấy, đây các bạn. Đấy, để lỗi quá bẩn này các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ thay bằng cái lỗi Calofi nhé. Đấy, 123 Calofi các bạn. Đấy, thì khi mà sửa mà các bạn mà không để ý cái lỗi 123 này mà các bạn cứ cắm đầu vào sửa là rất là khó nha các bạn nhé. Đấy, nó tắc rồi dẫn đến là nước nó vào bơm nó không đủ các bạn. Đấy, mình đã lắp nước vào các bạn nhé. Đấy, lắp nước vào. Bây giờ mình cắm điện xem là máy có chạy không nha. Im re các bạn. Máy im re. Đấy. Máy hoàn toàn không chạy nha. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái cục alater này xem là nó còn sống hay nó đã đứt rồi. Đấy, sửa như con máy như này mà các bạn không kiểm tra một cách tuần tự là rất là đau đầu các bạn. Đấy, bây giờ mình xuống này mình các bạn dễ theo dõi. Đấy, mình các bạn đo kiểm tra adapter thì nếu các bạn đo đồng hồ, con đồng hồ các bạn để vào thang nhân 1 cho mình nhé. Đấy, cái này mình cũng hướng dẫn các bạn nhiều rồi. Đấy, các bạn đo cái hai cái phích cắm này. Cái này không lên các bạn. Mình kiểm tra là cái gì? Cái ổ này các bạn. Mình sửa những con này rất là rắc rối đau đầu các bạn ạ. Kiểm tra nếu mà đo này mà nó lên kim ấy thì là nguồn vẫn còn sống. Đây các bạn thấy là chết adapter rồi. Chết adapter nhá. Đấy, bây giờ mình thay adapter mới đó các bạn. Đây. Thay cục này, cục nguồn này, chết rồi. Đấy, cục nguồn cũ của nó. Đây, mình tháo ra đây các bạn nhá. Đây. Đây nó sùi ra này các bạn. Đây, sùi này. Đấy. Đây, mình thay nguồn mới nhá. Nguồn Đài Loan các bạn nhé. Đấy, nếu các bạn cần những cái đồ về sửa chữa máy lọc nước thì các bạn alo nhé. Mình có đầy đủ hết các linh phụ kiện các bạn nhé. Đấy. Mình thay nguồn mới và sẽ kiểm tra tiếp. Đấy, các bạn khi mà các bạn sửa thì các bạn cứ làm từ từ như vậy. Đấy, không có gì mà vội cả các bạn nhé. Đấy. Kiểm tra tuần tự từ nguồn vào. Bạn làm theo mình thì chắc chắn là 100% thành công. Đấy, thay nguồn mới các bạn. Đấy thì khi mà mình sửa thì dù là nguồn cũ hay nguồn mới thì mình đều lắp thêm một con tụ nữa để cho cái bơm nó chạy êm hơn các bạn nhé. Nguồn nó bền hơn. Đây. Tụ 35V 1000 UF này, 1000 mi. Này các bạn. Đấy thì các bạn cần con tụ này các bạn alo nhé. Mình có sẵn nhé. Tụ này là tụ xịn các bạn. Đấy. Đấy thì mình đấu vào cái đường ASA adapter này các bạn. Đấy. Đường ra nhớ là đường ASA adapter dương này, âm này. Đấy. Thì ở đây khi mà mình đấu ấy, thì cái sọc đó này sẽ là dương. Các bạn nhớ là đấu vào đường ra của adapter nha, đừng đấu vào dây đỏ dây đen của bơm, bởi vì nhiều lúc là mình đấu nó không đúng cực kìa. Cái này này, âm dương của bơm nó không đúng cực là nó sẽ nổ tụ các bạn nhé. Đó rồi, bây giờ mình đấu vào thôi các bạn. Đối với cái máy này thì nó cũng hơi là nhiều bệnh cho nên là mình làm thì chi tiết thì nó sẽ video nó sẽ hơi dài. Mà các bạn cứ chịu khó theo dõi nhá. Đấy, thì đỡ phải hỏi thế này thế kia, nó mất thời gian lắm ạ. Mình thì nhiều lúc cũng bận, không có thời gian để trả lời hết các bạn được. Cho nên là các bạn chịu khó xem những cái gì mình chia sẻ thì các bạn sẽ làm được. Bây giờ mà tù mù mà mình hỏi mình thì mình không kiểm tra thì mình cũng chịu nha các bạn nhé.
Mình chỉ cho bạn cái hướng để các bạn làm thôi. Đấy. Bạn thấy là quan sát từ đầu đến giờ là mình làm, mình cũng phải kiểm tra thì mình mới biết được các bạn. Chứ bây giờ mà đùng cái mà biết bệnh ngay thì khó các bạn. Đấy. Cho nên là các bạn hỏi mình thì mình chỉ định hướng cho bạn cách làm thôi, còn mà chỉ chính xác thì mình cũng cũng bó tay các bạn nhé. Đấy. Rồi xong. Lắp thêm cái van hạn dòng nữa này. Đấy, cái này van hạn dòng là bay đi đâu à? Thay thêm vài hạn dòng các bạn nha. Để tất cả những đồ mà linh kiện, phụ kiện máy lọc nước thì bên mình có hết. Mà toàn linh kiện ở Đài Loan các bạn nhé. Đấy, kể cả cái van hạn dòng cũng vậy. Đấy. Nhưng bạn tham các bạn đừng đừng khi mà thay các bạn đừng tham đồ rẻ. Đồ rẻ nó hỏng rất nhanh các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mọi thứ đã xong. Cái này mình chưa cố định lại nha các bạn nhé. Bởi vì là mình phải còn kiểm tra bơm, sợ bơm vấn đề gì lúc đấy mình lại gỡ ra nó mất thời gian các bạn. Bây giờ mình cứ tạm thời này đã. Đấy, cấp nước, cắm điện, kiểm tra đã nhá. Sau đấy là hỏng cái gì mình sẽ khắc phục tiếp. Đấy, khi sửa các bạn cũng làm như vậy. Rồi, cắm điện các bạn nhá. Đấy, bơm chạy các bạn. Bơm chạy nha. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ đợi nước nó ra đây và kiểm tra xem thế nào. Đây các bạn thấy này. Đây này. Nước thải này. Nước thải với nước rô nó ra, nước rô ra giọt giọt các bạn. Nước rô ra giọt giọt này. Đó. Đây. Đấy thì với cái bệnh mà mình thay nguồn rồi, bây giờ mình loại trừ đi là nguồn vẫn còn ok. Đấy. Thì bây giờ mình nếu mà đối với tình trạng mà nước nước thải ra nước rô ra giọt giọt này thì các bạn kiểm tra gì tiếp thì các bạn phải đo áp suất của cái bơm này xem có đạt không các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tắt điện đi, mình tiến hành đo áp suất của bơm, áp suất bơm các bạn nhé. Đấy thì mình phải dùng đồng hồ để mình đo các bạn. Đó. Đồ đo đấy, đường ra của bơm này vào trực tiếp các bạn. Mình tháo này ra các bạn nha. Cho nó xì hết hơi các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo cái đường vào của cốc rô nữa các bạn để bạn đo áp suất nhá. Đấy, đo áp suất bơm. Đấy, bạn nhấc cái này ra. Đấy. Thì các bạn khi mà có đồng hồ đo áp này này thì các bạn mới xác định được là cái bơm này yếu hay lõi rô bị tắc. Đấy bây giờ mà các bạn cứ thấy rõ dọn mà các bạn cứ đi mua lõi rồi về thay thì chưa chắc đã thành công đâu các bạn nhé. Đấy. Giờ mình đo áp suất bơm. Đấy thì bạn nào cần cái đồng hồ này thì các bạn alo với mình ship cho mình lắp một bộ này là 200k các bạn nhé. Đấy. Rồi bật điện nha. Đấy, nước ra nè các bạn. Đấy vì mình làm ban đêm nhưng bên ban ngày mình phải đi làm ở nhà trường, ban đêm về mình làm ánh sáng nó hơi bị lóa các bạn thông cảm nhé. Đấy. Rồi, đo áp các bạn. Đấy, các bạn đây là bơm này, bơm khỏe này. Đấy, bơm 8 kg, ok. Đấy. Thì bây giờ đối với cái máy này thì nguồn thay này, bơm ok này, lõi 1 2 3 thay này. Đấy, mà các bạn để ý là nước ra mạnh. Bơm áp suất ok. Đấy, bây giờ chỉ còn thay mỗi cái lõi dầu là được các bạn nhé. Rồi mình tắt điện đi. Đấy. Thì mình tin chắc là cái lõi dầu cái máy này đã rất là bẩn rồi, bởi vì là đây là các bạn để ý này, nó vẫn còn tem dính ở đây các bạn. Đấy, hai nữa là rất lâu rồi không thay cho nên nó sẽ tắc là điều chắc chắn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo ra để cho các bạn xem. Mình sẽ tháo lõi dầu ra. Đấy, các bạn thấy là chỉ hôm nay mình làm một cách rất là tuần tự bài bản. Đấy, từ đầu đến cuối mình không giấu các bạn một cái gì cả, chỉ cần các bạn chịu khó xem các bạn sẽ làm được. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo cái lõi dầu cũ ra cho bạn xem. Đấy, khi mà tháo bạn có cái công này, bạn tháo rất dễ này, lắp vào bạn.
Cái cung này mình cũng có bán các bạn nhé, cung mở cốc này. Đây này các bạn để ý này, lói dầu rất là bẩn, bây giờ mình lôi ra các bạn xem. Đấy, vì là ban đêm là mình làm ánh đèn nó hơi bị chói các bạn. Đây các bạn, đây, đấy nó đen xì như thế này các bạn, và khi mà ấn này, rất là cứng này, đấy, nó cứng như vậy chứng tỏ là gì nhỉ? Đá vôi nó đã bị dính các bạn, đó, bỏ qua bên nhé, lõi dầu tích. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thay bằng cái lõi LG, LG của Hàn Quốc các bạn. Đấy, cái lõi này thì dùng nó tương đối là bền các bạn nhé. Đây, đấy, LG này, nó dập luôn này. Cái lõi này hiện tại chỗ mình đang bán là 350.000 một cái các bạn nhé. Đấy, nó là G80 các bạn. Đấy, G80, đó, 13 vòng này, Made in Korea này. Đấy, Made in Korea Hàn Quốc các bạn. Đó, đây, tem này, tem của nó này các bạn nhé. Đấy, LG này, đó. Thì các bạn cần những lõi dầu ô này, các bạn alo mình ship cho nhé. Đấy. Thay lõi dầu mới các bạn nhé. Đấy, khi thay thì các bạn nên vệ sinh cho khách, cho nó hết cái cặn bẩn này đi. Đây, mình cũng vừa đi vệ sinh xong. Rồi, ok. Bây giờ quay lại máy các bạn nha. Đấy, quay lại máy mà mình lắp vào mình sẽ test. Máy này thì người ta cũng thay bơm rồi các bạn. Thay bơm rồi, nhưng mà chắc là cũng do chưa kiểm tra kỹ nên là mới chờ đến cho mình kiểm tra nhé, sửa nhé các bạn nhé. Vậy khi làm thì các bạn cứ làm bình tĩnh, tháo hẳn ra ngoài làm. Mình vẫn cứ khuyên các bạn là các bạn cứ làm tuần tự. Và cái điều quan trọng là các bạn phải có dụng cụ để các bạn đo nhé. Đấy, bây giờ các bạn chưa biết cái máy nó cấu tạo như thế nào, mà cộng nữa là bạn không có đồ để mà bạn kiểm tra thì khó lắm các bạn. Rồi, ok. Bây giờ cắm điện chạy nha các bạn nhé. Rồi, bỏ đây. Ok. Đây, đường nước thải đây các bạn. Thải đây nha. Rồi, bật điện. Đấy, máy chạy các bạn. Đấy, các bạn phải đợi một lúc nước dầu nó mới ra nhé. Đấy, máy bắt đầu lọc. Đấy, đợi một lúc nước dầu sẽ ra. Đấy, các bạn phải đợi một lúc nhé. Nước dầu mới ra các bạn nhé. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, nước dầu ra thành tia các bạn. Đấy, các bạn xem tỷ lệ giữa nước dầu với nước thải thì nó sẽ là gì, khoảng 4:46. Đó. Khoảng 4:46 nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đo áp. Đo áp nước dầu ra nhá. Xem là mấy ký là máy nó ngắt. Đấy các bạn này, nước dầu ra này. Đó. Rồi, lắp vào đo áp các bạn nhá. Ban đêm nó hơi tối các bạn. Khóa lại. Này áp lên các bạn. Đấy. Đây các bạn thấy này, đồ hồ tụt dần này. Máy chạy lại này. Đấy, máy chạy lại các bạn. Lên này. Đó, thì cái này thêm một bệnh nữa. Đó là hỏng van một chiều các bạn. Đây đúng rồi, hôm nay đúng là cái máy này đủ các loại bệnh luôn. Đây, tắt máy tự chạy lại các bạn. Đấy. Đó. Đấy. Các bạn thấy là gì nhỉ? Nó hỏng đủ mọi thứ luôn. Đấy, bây giờ mình phải
Phải phải phải thay van một chiều nhé các bạn nhé. Đây van một chiều chính là cái cút này các bạn. Đấy, cái này các bạn mà không có đồng hồ đo áp mà các bạn đo thì về lắp vào thì nó rút hết nước trong bình nha các bạn nhé. Đây van một chiều này các bạn. Đấy, cái này mà nó giò thì mình không không khắc phục được nhá. Rồi bỏ đi. Đấy. Thay van một chiều mới nhá. Đấy, cái máy này các bạn thấy là gì? Rất là nhiều bệnh. Cho nên thời gian làm nó sẽ hơi dài. Thay van một chiều các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy là chỉ sửa một cái máy lọc nước nó có khó không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Nếu mà bạn có phương pháp làm thì nó rất là đơn giản rồi. Rồi, bây giờ mình cắm vào, mình đo áp xem nó còn tụt và nó chạy lại nha các bạn nha. Rồi, quay đây. Đây, đường nước dầu ra đây các bạn. Đấy, bởi vì là trời tối nên mình phải dưới bóng đèn nên là nó hơi chói các bạn. Bật điện các bạn nha. Rồi, máy chạy lại. Đấy, nước dầu ra các bạn nha. Rồi khóa lại mà. Khóa lại nha. Đấy lên các bạn. Đấy. 2 ký dưới nằm im luôn rồi, kim đồng hồ nằm im các bạn. Đấy nó không tụt về nữa nha các bạn nha. Đấy, đây, mình mở. Mở máy chạy lại này. Đó, khóa lại này. Đấy, vừa nãy là các bạn thấy là gì? Kim nó tụt về dưới 2 kg này thì chạy nhỉ. Thì máy nó tự chạy lại. Đó. Đấy, bây giờ mình đo nồng độ TDS nữa là xong các bạn nhé. Đấy. Mình kiểm tra nồng độ TDS. Đây. Nước dầu ra này các bạn. Rồi, ok. Đấy, rồi các bạn nhé. Đấy, đây đang là 76 nè các bạn. Đang là 76 nhá. Mình xả đi một lúc. Đấy, cái này thì các bạn phải xả đi một lúc để đo mới chuẩn nhé các bạn nhé. Đây nó về 48 nè các bạn. 048 này. Đó. Đấy, mình xả đi một lúc. Đấy, 44 này. Đấy, nó sẽ tụt dần nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn chịu khó đợi chút rồi mình kiểm tra nó về bao nhiêu. Đấy, 44 này. Mình đợi một lúc mình xả đi các bạn. Đấy, đợi một lúc thì các bạn đo là nó mới chuẩn nha. Cho nó chạy khoảng 2-3 phút. Đấy, ở đây mình cho nó có chạy khoảng 2 phút rồi các bạn. Đấy, đây các bạn. Một chói này. Đây nó về có 0.14 các bạn này, 0.14 nhá. Đấy, vì trời tối nữa các bạn thông cảm. Đây 12 này, nó còn xuống nữa nha các bạn nhá. Đó đây này, đó 13 này. Đấy, bây giờ mình đo nước thải các bạn xem. Đấy, nước thải các bạn. Đấy, nước thải nó là 100 gần 200 các bạn. Đấy. Rồi ok. Đấy, như vậy là mình đã gì nhỉ? Các bạn đã theo dõi mình sửa từ đầu đến cuối cái máy lọc nước dầu này. Đấy. Nó có cơ số bệnh. Đấy. Thì coi như là nó tổng hợp gần đủ những cái bệnh mà của máy lọc nước các bạn, từ nguồn này, bơm này, lõi dầu van một chiều. Đấy thì hy vọng là các bạn xem xong video các bạn có thể là làm theo được nhé các bạn nhé. Rồi, video hơi dài rồi, mình cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Chào bạn nha, chúc bạn thành công.